mở rộng điều tra vụ xả súng tại trường tiểu học tư thục Covenant, bang Tennessee của Mỹ. Phía cảnh sát cho biết là hung thủ đã có âm mưu tấn công nhiều địa điểm. Vụ việc một lần nữa khiến cho Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết liệt kêu gọi thực hiện lệnh cấm sử dụng vũ khí tấn công. Cảnh sát trưởng của thành phố Nashville cho biết tay súng đã bắn chết 6 người, trong đó có 3 trẻ em, và đã lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công tương tự tại nhiều địa điểm khác trong thành phố. Sau khi lục soát nhà hung thủ, các nhân viên an ninh đã tìm thấy bản đồ trường học Covenant có đánh dấu các cổng vào và các điểm giám sát an ninh. Chúng tôi đã xác định được kẻ nổ súng là Audrey Hale, một phụ nữ 28 tuổi sống ở khu vực Nashville. Hiện chúng tôi đang tiến hành điều tra tại căn nhà trên đại lộ Brightwood và tập hợp thêm thông tin. Chúng tôi cũng đã xác định rằng có những bản đồ vẽ chi tiết trường học về cổng vào và các vị trí giám sát. Sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục kêu gọi Quốc hội thông qua lệnh cấm sử dụng vũ khí tấn công. Tôi kêu gọi Quốc hội một lần nữa thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu đạt được nhiều tiến bộ hơn. Tôi muốn gửi sự quan tâm và tấm lòng của mình đến rất nhiều phụ huynh ngoài kia. Theo thống kê, tính đến năm 2023, đã có 89 vụ xả súng trong khuôn viên trường học ở Mỹ.